Xin chào tất cả mọi người, mình là IC Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ở trong clip của ngày hôm nay thì team mình có tới 3 pháp sư lận. Mà team mình kia thì cũng có vẻ khá là căng thẳng đấy. Mà một team mà pick tới 3 pháp sư chắc chắn là vào trong game thì sẽ rất là khó chơi rồi. Và để xem là trận đấu này mình sẽ chơi như thế nào nhé. Cái lý do mà trận này pick tới 3 pháp sư là căn bản là đi rừng. Các bạn rừng với cả support là ban đầu là có tranh mid. Xong cuối cùng là mình pick luôn Lyanna vào đấy. Thế là cả hai ông đấy đều không được chơi được mid. Là thôi xong. Thế tức thế là xong pick luôn rừng cũng là pháp sư và support thì Annette. Ban đầu là mình cũng có bạn bảo bạn đấy là thôi chơi Phoenix đi. Tại vì ở trong cái lịch sử chơi tướng của bạn đấy thì có vị tướng Phoenix. Thì bảo là cầm Phoenix đi rừng cũng được. Nhưng mà nhất quyết không chịu là cứ đòi chơi Pain thôi. Là cuối cùng là trận này thì mình pick tới pháp sư lận. Cái vấn đề ở đây đó chính là tầm cuối game ạ. Đầu game thì không có sợ cho lắm, đầu game thì team mình sẽ khỏe hơn team bên kia. Nhưng mà tầm cuối game khi mà bên kia bắt đầu có huân chương choi các thứ rồi, mà để cho Zuka nó tung hoành cho thì ôi rồi ôi luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ vào trận đấu này với mình thôi nhá. Với đội hình team bên kia thì các bạn cũng thấy được là có rất là nhiều khống chế. Nên là chúng ta sẽ có Azenka, chúng ta có support bên kia cũng khống chế mạnh. Nên là trận này mình sẽ đổi qua là sử dụng đôi giày kiên cường để chơi cho an toàn hơn. Có cả Thên nữa kìa. Nhưng mà cũng có một điểm may mắn nữa là team bên kia có Azenka và Rui là hai người test tướng giống như có Pain trận này. Nên là tính ra thì chơi trận này cũng sẽ khá là dễ. Nó cũng sẽ không đến cái mức kiểu đáng sợ quá, kiểu bị ép ghê quá đâu. Rồi, ăn được một mạng. Khởi đầu khá là suôn sẻ cho team mình, 5-0 rồi. Theo như mình đoán thì có vẻ là team kia cũng cãi nhau giống team mình, thành ra là pick ba trợ thủ, không hẳn, có hai trợ thủ là có Rui với cả Thên. Nhưng mà hai vị tướng này kiểu cũng mình thấy cũng chả có combo gì chung với nhau nhiều lắm á. Đây là sát thương team kia sẽ hụt khá là nhiều. Rồi thôi bay màu Azenka rồi đấy. Di chuyển sai một cái thôi là bay màu luôn. Trang bị dành cho Lilianna ở trong trận đấu này, mình sẽ chọn bộ trang bị tổng hợp và mình sẽ để ở trên góc của màn hình cho các bạn xem được nhé. Còn đối với phần phù hiệu thì mình sẽ chọn thần quang, còn bảng ngọc thì mình có để ở trong phần mô tả của video rồi. Các bạn có thể là mở cho phần mô tả xem. Đồng thời thì đừng quên là bấm ngay nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để theo dõi quá trình mình kể top và chia sẻ kinh nghiệm chơi Lilianna đến cho mọi người nhé. Ôi đồ chết thôi chết, con này đi ra đi chạch ra ngoài mất rồi. Rồi vẫn ăn được bữa xanh đi về thôi. Tưởng đâu là quả đấy mình thấy Zuka lao ra có khi là nó sẽ trừng trị thì chắc là chưa kịp hồi. Có mạng của Azenka này. Trời ơi, bây giờ bắn khá là đau rồi đấy.
Cái vị tuấn châu nát thì đầu game khá là ok, nhưng tầm giữa game hơi đuối một xíu, mà cuối game bắt đầu có đồ là lại quay trở lại đường đua luôn. Bây giờ thì mình sẽ xơi luôn cái trụ này. Bắn đầu quá. May là vẫn lấy được cái trụ kia đấy. Giờ thì mình lấy được cái trang bị cơ bản dành cho Liliana rồi. Thêm cái vương miện nữa là sát thương cực kỳ khủng bố luôn. Trên Lily thì các bạn đừng có bỏ cái vương miện đi nhá. Mình thấy có một số bạn bảo là hỏi mình là có nên bỏ vương miện đi để lên cái đồ khác như kiểu là sách truy hồn hay là mấy đồ kiểu băng xương các thứ không. Thì thực ra là câu trả lời chắc chắn là không rồi. Chơi Lily rất là cần cái vương miện đó để tăng thêm cái lượng công phép cực kỳ lớn cho cô nàng này. Đừng có bỏ vương miện đi nha. Quả đấy tưởng đâu là Annette vẫn chạy được, mà dừng ngay trước cuối của thên đèn. Đây đây đây, Azenka đây rồi. Giờ này là còn thêm sinh yêu. Lên thớt hả, double kill. Mà thứ ba này thì con kia đi về mất rồi. Thế là mình sẽ xin luôn cái bờ xanh này. Cái tầm này thì team Mikia thứ nhất là hụt sát thương, cái thứ hai là team Mikia thì các bạn cũng thấy được là kiểu chưa có kháng phép á, nên là trận này team mình chơi vẫn rất là ok la. Bây giờ là mạng thứ 10 của mình ở trận này rồi, mà team thì ăn được có 16 mạng thôi. Life is such a miracle, building an eternal palace. Ô kìa, đánh thương một cái có mạng luôn. Cái pha đấy là phải nhờ vào gươm tận thế đấy. Cái gươm tận thế của chúng ta có tác dụng là sau khi các bạn dùng chiêu thì sẽ được cộng thêm một lượng sát thương rất là lớn, 80% công phép vào trong cái đòn đánh tiếp theo, đòn đánh thương tiếp theo. Nên là sử dụng chiêu xong thì nhớ đánh thương một cái nhá. Đây rồi, thấy con mồi rồi nha. Chú ơi. Ok, vẫn có mạng của Charnat. Cái pha đấy mình bị vấp, bị choáng. Tưởng đâu ngỏ mấy cơ. Azenka này. Không kịp KS mạng luôn. Thì lâu lâu có KS mạng thì cũng được mọi người. Nói chung là mạng dâng đến mồm mình thì cũng phải tự ăn thôi. Chả lẽ lại không ăn. Rồi, tanh bành cái trụ nhà bên kia luôn. Còn một đường nữa thôi là bên kia thành cái sân bay rồi. Hai châm vàng. Nhà bên kia có vệ thủ cũng ghê phết đấy, không đùa được đâu. Ôi, chết rồi. Trời đất ơi, cái quả đấy hơi sai lầm một xíu. Hơi tham mạng. Không sao, có mạng này. Có mạng của gấu này. Nhưng mà mình tiếp tục bị choáng. Và thôi sao, bay máu luôn.
còn lại để cho team xử lý thôi. Team mình vẫn đã thủ ở đây. Có linh lên bên kia, không về thủ trụ kia. Thôi, còn lại là để cho Pain xử lý hết rồi. Ok, và đó chính là trận đấu của chúng ta của ngày hôm nay. Có vẻ như là kế hoạch của Pain thì Pain cũng nói cho vui thôi, chứ ông này cũng không có định phá game. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Đừng quên là bấm nút like và đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm những video tiếp theo của mình chơi vị tướng Lilana nha. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.